Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào về dân tộc và nhân dân Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta cảm biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và trong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đánh giá việc triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới trên quê hương thân mẫu Bác Hồ, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Tổng công ty may Hưng Yên tự hào thành lập vào ngày sinh nhật Bác. Trên 50 tập thể cá nhân được khen thưởng có thành tích trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn. 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị Trung ương 5, các đại biểu đã đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại kéo dài, phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Chiều nay, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả sau một năm triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, các ủy chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần kết luận số 01 nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và xã hội. Cùng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện. Phong trào học tập và làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Các kế hoạch chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống,
gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng trong xã hội. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo kết luận số 01 gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13, các kết luận quy định của Trung ương, tập trung hơn nữa vào việc thực hiện ba nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm bức thiết của thực tiễn. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách Vang vọng lời nước non gồm 12 tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của người. Trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể khẳng định một điều, nếu tư tưởng về đại đoàn kết là dãy núi cao, thì tư tưởng đoàn kết trong Đảng là ngọn núi cao nhất. Đây cũng chính là chìa khóa để Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, chúng ta hãy cùng nhìn lại tư tưởng về đoàn kết trong Đảng của người. Trong di chúc của mình, Bác căn dặn, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trải qua hàng chục năm quân ngũ, cũng như vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cựu chiến binh Phạm Đức Thành ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm cảm nhận rõ Đảng ta luôn trên dưới một lòng, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong Đảng để lãnh đạo thắng lợi mọi phong trào cách mạng. Với nhân dân, với quân đội, Bác đã thường căn dặn đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công. Thấm nhuần cái lời dạy là của Bác, chúng ta đã giải phóng dân tộc, đã đánh đuổi hai đế quốc. Trong công cuộc đổi mới cũng thấm nhuần cái lời căn dặn của Bác về sự đoàn kết trong Đảng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta là đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng phải xây dựng trên cơ sở một mục tiêu, một lý tưởng thống nhất vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Sự đoàn kết ấy phải được thực hiện trên cơ sở thực hành dân chủ rộng rãi. Đảng viên phải nêu cao ý thức kỷ luật tự giác, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau. Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, trong 10 lần về thăm Hương Yên, Bác Hồ cũng luôn căn dặn phải nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng. Tình cảm sâu nặng của Bác cho Hưng Yên ấy, đến đâu ở cái mảnh đất Hưng Yên này, Bác đều nhắc nhở vấn đề là đoàn kết, vấn đề là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh để có thể chăm lo đời sống cho nhân dân. Hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, về xây dựng mối đoàn kết trong Đảng nói riêng. Chính vì vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng mối đoàn kết trong Đảng hiện nay vừa là trách nhiệm chính trị đối với dân tộc và là nhu cầu phát triển tự thân của Đảng ta, vừa là tình cảm lớn lao của toàn Đảng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, để Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân cả nước. Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu là nơi phát tích của dòng họ Hoàng ở thôn Vân Nội. Đây là dòng họ nổi tiếng, có truyền thống lịch sử lâu đời, không chỉ vì sự nổi danh của 18 đời quận công mà còn là quê hương của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo gia phả ghi lại,
cụ tổ dòng họ Hoàng ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Quai Châu là cụ Hoàng Thế Chân. Đến đời thứ 6 của dòng họ Hoàng có cụ Hoàng Thế Kiều là quan võ của triều đình nhà Lê. Năm 1557, quan tay phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều đem quân vào Nghệ An dẹp quân nhà Mạc. Để ghi nhớ công lao của cụ đã quên mình vì nghĩa lớn, nhà vua cho con cháu được đổi chữ Lót từ Hoàng Thế sang Hoàng Nghĩa, họ Hoàng Nghĩa bắt đầu từ đấy. Đời nối đời, đến cụ Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, thân phụ của bà Hoàng Thị Loan là đời thứ 19. Những năm 90 của thế kỷ 20, con cháu họ Hoàng Thế ở Hưng Nguyên đã tìm về quê tổ của mình, sau đó làm gia phả họ Hoàng Nghĩa, bắt đầu từ đất tổ xã Hoàng Vân, huyện Kim Động, phủ Sơn Nam, nay là xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2005, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan được khánh thành, tạo niềm phấn khởi to lớn cho nhân dân địa phương. Từ ngày thành lập nhà thờ của bà Hoàng Thị Loan đây thì thực sự nói là nhân dân thì trẻ đến già thấy là phấn khởi, mà trong đó thì người ta đón làng văn hóa. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hồng Tiến luôn quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là cơ cấu kinh tế của xã đã có bước chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 55 triệu đồng trên năm. Cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và từng bước hiện đại hóa. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, công tác quốc phòng an ninh được bảo đảm. Sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất quê ngoại của Bác Hồ thì ở nơi đây nó có cái truyền thống là bà con là rất chịu khó làm ăn. Trong xã hội nó phát triển như hiện nay thì mình cũng cố gắng là tập trung tất cả cái trí tuệ và năng lực của những người dân ở đây. Mình thu hút họ vào để tạo công ăn việc làm cho chính cái người dân ở đây và tạo thu nhập cho gia đình. Trong thời gian tới thì Đảng ủy ban sẽ tập trung huy động các cái nguồn lực phát triển nhanh, bền vững ở các cái mục tiêu kinh tế rồi là văn hóa xã hội, tích cực chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của các cái gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, và thực hiện nghiêm túc các quy định đối với các trường hợp hưởng bảo trợ xã hội. Trong cái thời gian tới thì Hồng Tiến sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thiện các cái tiêu chí trong cái khu vực để đưa cái khu vực cụm 39 là nâng mức công nhận là đô thị loại 4 theo cái chỉ tiêu của huyện đã đề ra. Với niềm tự hào là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với bề dày truyền thống của địa phương, chính là những động lực thôi thúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hồng Tiến tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, tỏ lòng thành kính với Bác và thân mẫu của người. Chiều nay, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Tỉnh ủy Hưng Yên và Học viện Chính trị khu vực 1 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khóa học 2020-2022. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1. Lớp cao cấp lý luận chính trị có 51 học viên. Quá trình học tập, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội các kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, Nhà nước và các vấn đề lý luận thực tiễn trong nước và quốc tế. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo, có 12 học viên đã tốt nghiệp loại giỏi. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phạm Văn Khuê biểu dương kết quả học tập của các học viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh. Đồng chí đề nghị các học viên cần vận dụng một cách sáng tạo linh hoạt những kiến thức đã được học tập vào thực tiễn địa phương và cương vị công tác. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 53 tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, ghi danh.
Trong đó có 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 28 tập thể và 22 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, điển hình như bà Nguyễn Thị Thúy, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã có thành tích trong hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Khánh, xã Long Hưng, huyện Văn Giang hiến máu cứu người. Ông Nguyễn Xuân Trúc ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ vượt khó phát triển kinh tế và tích cực vận động các thành viên trong câu lạc bộ thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo. Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân phát huy vai trò của mình, đồng thời nuôi dưỡng nhân rộng gương điển hình gắn với phát hiện tôn vinh những nhân tố mới để người dân học tập và làm theo. Sáng nay, công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát thưởng cho các công nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2021. Công trình được gắn biển là nhà sản xuất 3 tầng, có diện tích 24.000 m², có hệ thống điều hòa trung tâm và các máy móc chuyên dụng hiện đại với kinh phí trên 200 tỷ đồng. Nhà sản xuất phục vụ cho 2.700 công nhân làm việc trong môi trường xanh, sạch đẹp, bảo đảm sức khỏe. 15 công nhân có thành tích tiêu biểu được công ty biểu dương và khen thưởng mỗi người 1 triệu đồng. Đây là những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2022. Được biết, 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty cổ phần Tiên Hưng đạt hơn 11 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân của hơn 4.100 công nhân đạt hơn 12 triệu đồng một người trên tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện công ty đã ký hợp đồng các đơn hàng bảo đảm việc làm cho công nhân đến hết tháng 12 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Tự Hào là doanh nghiệp được thành lập vào ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1966. 56 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty May Hưng Yên luôn có nhiều việc làm thiết thực, học tập và làm theo lời Bác, thi đua lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và quan tâm, chăm lo tốt đến mọi mặt đời sống của người lao động. Công ty có quy mô sản xuất hơn 2.000 lao động, với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người trên tháng. Hiện Tổng công ty May Hưng Yên là đối tác sản xuất của nhiều thương hiệu thời trang lớn thế giới, chuyên gia công hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Không chỉ giỏi trong sản xuất kinh doanh, những chương trình văn nghệ, dạ hội thời trang như thế này được công ty thường xuyên tổ chức vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5. Vốn hàng ngày gắn liền với những đường may, sợi chỉ, nhưng khi trên sân khấu, những người mẫu không chuyên là người lao động đang làm việc tại công ty cũng không kém phần duyên dáng. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa và rất là thiết thực để nhằm khơi dậy những cái truyền thống của người công nhân của Tổng công ty May Hưng Yên. Sau những giờ lao động hăng say, các hoạt động ngoại khóa là chìa khóa để mỗi người lao động trong công ty thêm đoàn kết, gắn bó, tạo phong trào thi đua lao động đến từng phân xưởng và bộ phận sản xuất. Tiền thân là doanh nghiệp may xuất khẩu Hải Hưng, đến nay trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty May Hưng Yên là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành may cả nước về quan tâm chăm lo cho người lao động. 5 năm liền, từ năm 2016 đến năm 2020, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là những thành tích tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty May Hưng Yên báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu. Theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5, công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô, công an cấp xã, phường, thị trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ-móc, semi-rơ-móc và các loại xe có kết cấu tương tự của các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án tổ chức kinh tế, liên doanh, các doanh nghiệp có trụ sở hoặc thường trú tại địa bàn thành phố Hưng Yên, các chủ phương tiện có ô tô, xe máy kéo, rơ-móc, semi-rơ-móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án tổ chức kinh tế liên doanh, các doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc thường trú tại địa phương sẽ được đăng ký cấp biển tại công an huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khói Châu, Yên Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phủ Cừ và công an thị xã Mỹ Hảo.
Công an 42 xã phường thị trấn của 9 huyện thị xã trên đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe theo quy định. Trong 3 năm liền kề gần nhất, có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong một năm, thì xã đó sẽ được đăng ký và cấp biển số xe máy cho các tập thể cá nhân thường trú tại địa bàn quản lý. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.